Ghé thăm một xưởng sản xuất linh vật rồng tại thành phố Thủ Đức vào ngày đầu tháng 1 năm 2024, có thể bắt gặp hàng chục công nhân đang bận rộn với những công đoạn tạo hình, vẽ màu. Linh vật năm nay là rồng, một con vật trong truyền thuyết với hình dáng khá phức tạp, có nhiều tạo hình khác nhau theo từng vùng miền, thời kỳ văn hóa. Bên cạnh bàn tay khéo léo của các công nhân, đặc biệt còn phải kể đến sự hỗ trợ của những cánh tay robot. Thì rồng mới thì có nghĩa là ngoài những con rồng truyền thống như của mình đó thì đây những cái dạng rồng này đó là những mẫu rồng mới năm nay của anh, là những rồng kiểu như là rồng chibi vậy đó. Bên anh là chủ yếu là tạo hình bằng mix shop, là quy trình sản xuất thì mình sẽ vẽ cái mẫu rồng trên máy xong là mình sẽ đem robot nó chạy Photoshop này, nó tạo hình như thế này ra, xong là mình sẽ xử lý rồi mình sơn màu lên. Kích thước thì nó cũng dần lắm, thì nó tùy theo cái nhu cầu của khách hàng thôi. Khách hàng đặt bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu thôi. Có những con rồng anh làm cũng rất là to, nó cao, nó dài. Còn có những con rồng người ta cần những cái kích thước như những cái chỗ nào mà không gian nhỏ hay gì đó thì người ta đặt những cái kích thước nhỏ thì mình làm nhỏ. Chẳng hạn như con này thì kích thước khoảng bao nhiêu anh? Đó, kích thước này nó tầm khoảng 1.8. Những linh vật rồng được tạo ra chủ yếu dựa vào trí tưởng tượng và kinh nghiệm của đội ngũ thiết kế. Chính vì vậy mà các mẫu linh vật rồng tại đây cũng rất đa dạng. Các khối xốp lớn sau khi vẽ phác họa được công nhân gọt tạo hình bằng máy cắt. Sau đó các phần mô hình sẽ được mang đi tỉa gọt cho sắc nét và lắp ráp. Một cái con rồng mà nó dài tầm khoảng 10 mét, cao tầm khoảng 4 mét, 4 đến 5 mét. Thì xưởng anh làm khoảng trong vòng một tuần lễ là hoàn thiện luôn, là đến ra cái khâu sơn màu này nọ xong hết. Một số mô hình rồng cỡ lớn, phức tạp, nhà xưởng sẽ dùng cánh tay robot để làm việc. Việc dùng cánh tay robot phục vụ cho quá trình sản xuất linh vật sẽ tiết kiệm được nhân lực. Robot có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ liền, vừa đảm bảo được tiến độ và độ chính xác. Với kích thước quá lớn, để tránh việc hư hỏng khi vận chuyển, các bộ phận của rồng sẽ được chế tác riêng biệt, sau đó được vận chuyển về giao cho khách hàng. Khi đến nơi trưng bày, đội ngũ công nhân của nhà xưởng mới lắp ráp các phần lại với nhau để tạo ra một con rồng hoàn thiện. Theo nhà xưởng, một năm có hai đợt sản xuất mô hình, cao điểm là Noel và Tết Nguyên đán, vì thời điểm này nhu cầu người dân tăng cao. Dịp cao điểm, xưởng phải huy động khoảng 100 nhân viên làm việc cật lực hàng ngày, thậm chí phải tăng ca để kịp tiến độ giao cho khách.